Bài 84, báo cáo doanh thu. Ở đây ta có các thông tin là mã hàng, tên hàng mình cần phải điền, số lượng, thành tiền, chuyên chở và phải trả. Ở đây ta có bảng thông tin là mã hàng, tên hàng hóa, giá sỉ, giá lẻ, mã chuyên chở và phần trăm chuyên chở. Câu số 1, điền các cột số liệu cho cột tên hàng dựa vào ký tự đầu tiên bên trái của mã hàng và tra trong bảng, tra thông tin. Đấy, ở đầu tiên ấy, mình có cái mã hàng ở đây. Xong mình sẽ tra ở bảng thông tin, mình lấy cái ký tự đầu tiên thôi. Để tách được ký tự đầu tiên ấy, thì các bạn có thể dùng hàm left nhé. Mình làm nhiều rồi. Thứ hai ấy, là cái mã hàng hóa đây được bố trí theo gì ạ? Theo cột. Đấy, theo hàng dọc thì các bạn phải dùng VLOOKUP rồi. Ở đây mình làm luôn nhé các bạn, bằng VLOOKUP này. Đầu tiên ấy, là giá trị dò. Giá trị dò chính là cái một ký tự ở bên mã hàng thì các bạn sẽ dùng hàm left này. Của tích và ô mã hàng các bạn phẩy 1, tức là lấy một ký tự ra. Các bạn đóng ngoặc đơn lại nhé. Để xong cái hàm left này, phẩy. Thành phần thứ hai của hàm VLOOKUP là bảng giá trị dò. Thì các bạn bôi đen cái bảng giá trị dò đây, các bạn ấn F4 để cố định, phẩy. Thành phần thứ ba là cột trả về. Ở đây là mình lấy tên hàng hóa, thì cột trả về là cột số 2, phẩy. Ở đây mình tìm chính xác thì các bạn gõ phô hoặc không nhé. Đấy, các bạn đóng ngoặc lại. Đấy, X là xăng. Đấy, D là dầu và N là nhớt. Câu số 2, tính thành tiền bằng số lượng nhân đơn giá. Biết rằng đơn giá được tra theo bảng tra thông tin và ký tự giữa trong mã hàng quy định giá lẻ và giá sỉ cho từng mặt hàng. Đây, cái số lượng có rồi. Như vậy mình chỉ cần tính đơn giá thôi. Đơn giá thì ở đây nó có một cái rắc rối khác ấy, là giá sỉ thì cột trả về lại là cột thứ gì ạ? Ví dụ mình tìm theo tên hàng hóa nhé. Ở đây mình đã có tên hàng hóa rồi. Thì cột trả về của giá sỉ thì lại là cột thứ hai tính từ cái tên hàng hóa đây. Còn giá lẻ thì cột trả về lại là cột thứ ba. Đấy, thì các bạn sẽ dùng cái riêng cái phần cột trả về thì các bạn sẽ dùng hàm if cho mình nhé. Ở đây mình làm luôn nhé. Thành tiền thì bằng gì ạ? Đầu tiên các bạn lấy số lượng này, các bạn nhân với cả đơn giá thì chính là VLOOKUP. Đầu tiên giá trị dò chính là cái tên hàng ở đây, phẩy. Thành phần thứ hai là bảng giá trị dò, các bạn bôi đen bảng giá trị dò đây, các bạn ấn F4 để cố định này, phẩy. Thành phần thứ ba của hàm VLOOKUP chính là cột trả về, thì các bạn ở đây các bạn dùng hàm if này. If nếu như gì ạ? Nếu như mà cái sỉ, tức là cái ký tự ở giữa này, thì các bạn dùng hàm middle nhé. Middle đầu tiên tech chính là cái chuỗi mã hàng các bạn cần lấy này, phẩy. Ký tự đầu bắt đầu để lấy thì mình lấy ở ký tự thứ hai, đâm ra ký tự bắt đầu là ký tự thứ hai, phẩy. Mình lấy mỗi một ký tự ở giữa thôi, đâm ra là ở đây mình sẽ là 1, tức là số ký tự mình cần lấy. Mà bằng gì ạ? Bằng mở ngoặc là L, tức là lẻ đấy. Tức là giá lẻ thì cột trả về là cột thứ 3, 1, 2, 3. Thì các bạn phẩy 3. Còn ngược lại thì gì ạ? Sẽ trả về giá sỉ là cột thứ 2, các bạn đóng ngoặc lại để xong hàm if, phẩy. Thành phần cuối cùng của hàm VLOOKUP là mình tìm chính xác thì các bạn gõ 0 ở đây, các bạn đóng ngoặc đơn lại. Đấy. Như vậy ở đây không ra nhé, mình kiểm tra xem sai ở đâu. Not available tức là gì ạ? Nó không tìm thấy xăng. À, cái bảng giá trị dò đây mình gõ sai rồi, mình gõ từ C ạ, tại vì mình tìm theo tên hàng nhé. Các bạn chú ý nhé, mình tìm theo tên hàng hóa này. Đâm ra cái bảng thông tin ở đây mình chỉ bôi đen từ cái cột C thôi nhé, mình không bôi cái mã hàng hóa này. Nhưng nếu các bạn lấy lép một ký tự ở mã hàng ấy, thì các bạn mới bôi đen cả cái bảng thông tin ở đây, tức là từ cột B. Còn trong trường hợp ấy, mình tìm theo tên hàng ấy, thì mình chỉ cần bôi đen từ cột C ở đây thôi. Thì công thức ở đây các bạn sẽ thay là VLOOKUP, cái bảng ở đây thì các bạn thay B bằng C. Đấy, thì nó mới ra được. Ok. Các bạn tích đúp nhé. Thì ở đây mình kiểm tra nhé. Ví dụ ở đây là xăng và L là lẻ. Giá xăng mà bán lẻ thì bao nhiêu? Xăng này, lẻ. Tức là 3.300 đồng. 3.300 mà nhân 30 thì đúng là 99.000 rồi nhé. Đấy, như vậy mình làm đúng rồi nhé. Câu số 3 này. Tính chuyên chở bằng thành tiền nhân phần trăm chuyên chở. Trong đó phần trăm chuyên chở của từng mặt hàng dựa vào ký tự đầu tiên bên phải của mã hàng và tra theo bảng thông tin. Thì đây cái chuyên chở nhá, cũng tương tự như cái câu thành tiền thôi. Thì các bạn bằng này, đầu tiên vẫn là thành tiền đúng không ạ? Không, các bạn nhân với cả phần trăm chuyên chở nhá. Phần trăm chuyên chở thì dựa vào mã ở bên phải, tức là cái cuối cùng của mã hàng ở đây. Không, các bạn tra ở cái mã chuyên chở này thì các bạn sẽ đầu tiên các bạn phải
nhân ở đây là VLOOKUP này. Các bạn phải lấy được một ký tự bên tay phải của mã hàng thì các bạn dùng hàm RIGHT này của cái chuỗi mã hàng đây các bạn. Phẩy 1 tức là mình chỉ lấy một ký tự thôi, mình sẽ tách được cái số 1 ở đây. Các bạn chú ý nhé, cái mã chuyên trở ở đây ý, nó là số rồi. Mà các bạn lấy phải một ký tự ở đây thì nó là text. Nếu các bạn VLOOKUP thì nó không ra đâu. Thì ở đây mình sẽ nhân với 1 để chuyển nó về dạng số. Hoặc các bạn sẽ dùng hàm value trước right này. Đấy. Thì mình phẩy thành phần thứ hai là bảng giá trị dò, chính là cái bảng ở đây. Mình bôi đen. Các bạn chú ý nhé, mình chỉ bôi đen từ cái mã chuyên trở thôi nhé. Mình không bôi đen từ cái bảng mã hàng hóa ở đây đâu. Các bạn ấn F4 để cố định này. Phẩy. Cột trả về là cột số 2. Phẩy mình tìm chính xác thì sẽ là 0. Đấy. Các bạn enter. Đấy, chuyên trở ở đây là 1980. Thì mình ví dụ mình kiểm tra nhá. Ở đây là mã hàng là 1 thì phần trăm chuyên trở sẽ là 2%. 2% mà nhân với cả 99.000 thì ok, đúng là 1980 rồi. Đấy, các bạn tích đúp. Đây cái nhân với 1 ý, nếu mà các bạn không muốn nhân với 1 ý, thì vẫn có thể thêm cái hàm value trước right này. Đấy, trước cái hàm right này cũng ra. Đấy, mà mình thì thường nhân với 1 cho nhanh thôi. Ok, câu số 4, tính phải trả bằng thành tiền cộng với chuyên trở và tính tổng cộng cho các cột số lượng thành tiền chuyên trở. Thì ok, cái phải trả nhá thì bằng gì ạ? Bằng thành tiền này. Xong các bạn cộng với cả chuyên trở. Enter. Xong các bạn tích đúp nhá. Đấy, tiếp theo cái ý là mình sẽ tính tổng cho cái thành tiền chuyên trở và phải trả thì các bạn bằng hàm sum nữa. Hoặc các bạn ấn phím tắt là an dấu bằng nhá. Đấy, mình enter ở đây. Xong mình kéo công thức này sang các ô bên cạnh. Đấy, mình tích vào đây. Ở đây nó giống với kết quả tham khảo nhá. Như vậy mình đã làm đúng nhá. Ok, câu số cuối là câu số 5. Thao tác định dạng và kẻ khung cho bảng tính. Thì đây, mình ví dụ mình kẻ khung nhá. Đây các bạn, Ctrl A cũng được. Các bạn bôi đen này. Đấy các bạn. Các bạn cứ tích vào border này để nó bôi đen cả cái bảng này thì nó sẽ bôi đậm. Ở đây là mình sẽ kẻ khung thêm ở giữa nhá. Các bạn chú ý nhé, cái tổng cộng này nó lại bôi đen cả cái cột A này thì mình có thể bỏ mớt đi thôi, mình bôi lại nhé. Tổng cộng mình sang đây mình xóa cái này đi. Đấy, mình bôi này thì nó sẽ đẹp hơn. Thì cái cột này mình không cần mình... Đấy, các bạn nhìn sẽ đẹp, ví dụ chuyên trở đây mình bôi màu đi, cho màu vàng. Ok, như vậy là mình đã xong bài số 84. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ like, đăng ký kênh và chia sẻ để ủng hộ Gái Excel. Xin chào và hẹn gặp lại.